Nhắc nhở chim không ba chín. Nhắc nhở chim 018 chủ chim lý. Nhắc nhở 63. Xin lỗi số chim 063. Nhắc nhở chim 009. Bắt đầu vào top thì chúng ta sẽ chạy 3 phút một vòng và mỗi vòng chúng ta hạ 2 chú chim. Như vậy là vòng 12 đã được 3 phút. 009 và 049 yếu nhá. Hết giá chưa?